xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của em nha. Hôm nay em sẽ quay chiếc F135 xe cọp cho cả nhà xem nha. Quá trời chiếc xe này cọp rồi cả nhà ơi. Đây để em quay tổng quát cho cả nhà xem nha. Rồi mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Đẹp này là xanh trắng nha cả nhà. Xe này quét dữ dằn luôn, quá quét luôn. Lâu lắm mới gặp được chiếc về. Xe này gọi là chắc còn khoảng chừng vài chiếc là cùng. Rồi bây giờ mình quay chi tiết cho anh em xem nha. Đây, xe này là chạy đúng 20.000 nha anh em. Mới 20.000 cây số à. Quá trời đẹp. 7 năm trời mà mới 20.000 cây số. Rồi, đây để anh quay tiếp cho cái phần đĩa bông. Ốc tán còn mới chát luôn nha. Đĩa bọng rồi chưa tháo gì hết luôn. Cốt bánh trước chưa tháo luôn. Đây có bánh trước nè, chưa tháo luôn. Vỏ zin theo xe còn luôn. Đây, anh ngoài cho anh coi. Đây, vỏ zin theo xe còn luôn. Đời 2014, xanh trắng, mâm đẹp. Rồi, máy, tới phần máy đây. Máy zin luôn nha nè. Máy này zin luôn. Sơn zin hết. Lốc bọng đồ chưa tăng nó ra con tay nè, còn chưa tăng gì hết luôn nè, quá trời xe đẹp. Lốc chưa sơn chưa dặn chưa tốt gì hết nha. Đây gác chân nè, ốc gác chân nè, quá trời đẹp. Mũ nè, mũ sơn nè, đèn dương nè, quá xe này quá quý quá. Đây 2014 nè cả nhà. Đó, đây 14. Sơn ca dây chưa thay luôn. Xích rồi chưa thay luôn. Bố thắng đĩa sao chưa thay luôn. Ai bỏ sáng can ra chỗ xe vậy? Rồi, bây giờ mình tới mình coi cái mâm nha. Đó, mâm vườn luôn. Nói chung là xe này là cái gì cũng còn đẹp hết. Mũ đây, chó đèn nè, chó đèn nè. Bô nữa nha, bô còn nguyên hết nha cả nhà, không lủng không mục gì hết. Tại vì xe mà chạy 20.000 thì nó nói chung là chưa có hư hao gì hết. Đây, bắt máy bên này, quá đẹp. Máy zin luôn nha nè, máy zin toàn bộ, không có gì hết, tai tạp gì hết. Bọng đồ là không có chạy gì hết á. Còn máy can sò ben. Để mình nổ máy cho anh em nè. Quá đẹp, quá êm à cả nhà. Anh em cứ nghe đi, ẹp, ẹp, hai càng mà cái máy nó vậy nè, quá trời quýu rồi. Quá êm. Lâu lâu mới mua được chiếc xe vậy nha anh em. Phải là xe này giờ cũng ít ai còn được chiếc gì lắm. Bộ còn xanh thảo luôn. Đúng bận rồi.
còn đầy đủ hết, tay thắng đồ không không quển gì hết. Đây này là đúng xác luôn. Chung là xe mình bán là mấy xe này là chính chủ hết nha anh em. Giấy tờ đầy đủ, bao sang tên. Anh em nào ở xa thì cứ việc alo cho mình sẽ rút hồ sơ cho anh em. Anh em nào ở xa cứ việc alo trực tiếp cho mình sẽ rút hồ sơ cho anh em luôn nha. Đây, để anh quay một vòng nữa cho anh em coi nha. Để anh quay hơi nhanh, giờ anh quay chậm chậm lên cho anh em xem. Chung xe mà còn vỏ mà còn nguyên cặp là quý luôn rồi nha. Chạy mới 20.000 cây à. Lâu lâu mới gặp được chiếc xe gì nha. Xe này gọi là người ta gọi là xe chùm mền. Chỉ mình đây nha anh em. Đây địa chỉ mình đây, anh em nào có mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình nha. Đây. Nói chung xe này mình bán là mình bảo hành cho anh em, máy bảo hành cho 5 nha. Bình đời thì mình bảo hành cũng là 3 tháng như mấy xe kia vậy đó. Máy im ru nha nè. Xe này mình bán cho anh em là 20 mấy triệu nha anh em. Anh em nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp cho mình nha. Rồi. Cửa hàng mình cũng còn nhiều xe lắm nha anh em. Anh chị cô chú nào muốn mua xe thì cứ alo cho mình nha. Xe chừng 2 triệu, 3 triệu gì cũng có hết. Còn xe tay ga thì mình cũng còn hết nha. Đây, bữa nay mình nghỉ. Mới đi công chuyện về, mình quay buổi chiều hơi nó hơi tối nha. Rồi. Nói đi con chuyện về nên mình không có đem xe ra mình chưng. Rồi, xin chào cả nhà nha. Video của em đến đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà anh em thấy video của mình, thích video của mình thì cho mình một đăng ký, một like và nhớ nhấn chuông để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Bye bye cả nhà.